Cô đang đâu vậy? Ơi, con đi trồng cây để tống về trong phế một buổi. Luna, bây giờ con với mẹ sẽ chơi một trò chơi. Mẹ bật phim hoạt hình lên, mẹ hỏi con những câu hỏi. Nếu mà con trả lời đúng thì mẹ thưởng cho con. Còn nếu mà con trả lời sai thì mẹ... Chật lít Luna, Luna đồng ý không? Dạ, con đồng ý ạ. Ok. Rồi, mẹ bật phim hình cho con coi nha. Nhìn đây. Wow. Mẹ mở ra con. Ok. Làm sao đấm được khói bụi ta đây? Với lực của cái gì ở ngoài trời không mẹ? Theo con thì con nghĩ làm sao? Theo con thì con thấy có. Rồi, vậy nãy giờ con công việc hành xong á, thì theo con, quái vật bụi đến từ đâu? Con nghĩ là từ cây cổ, hóa bụi và hiếu ra trăng. Ba em rồng có màu gì? Con có ba, con mẹ chỉ có một. Có mẹ mà con rồng tên gì? Tên gì ta? Tên là Luna, đúng không? Luna ghẹo mẹ chứ gì. Bây giờ đúng rồi nha, con rồng màu gì? Con rồng màu cỏ. Giỏi lắm. Đố thêm một câu cuối cùng nữa nè. Tại sao quái vật bụi lúc đầu màu đen lại chuyển sang thành màu trắng? Trùng mấy cái tay tắm đó mẹ. Mấy cái tắm là ta? Hay là quái vật bụi nhúng vào sữa tắm hả? Tắm cho chú. Tắm cái vật bụi. Chú chú hello. Trả xuống tới vật bụi. Thì trả vô cho mẹ nhân nè. Trời đất ơi bà nhỏ, hôm nay bà đã dán vậy ai bày bà hả? Cô đây đâu vậy? Ơi, con đi trồng cây để tống về trong phế vật bụi. Ok, xin Hùng đi theo mẹ nha. À mà khoan, trước khi làm xương hùng thì phải nạp năng lượng trước chứ, đúng không? Cảm ơn mẹ. Giỏi lắm. Tay ơi tay mau giống nha. Cảm ơn Luna vì đã trồng cây xanh nha. Phần thưởng của con đây. Cảm ơn mẹ.